cô ơi, chạy đi các cháu ơi, lộ rồi, chạy đi. Các cháu ạ, khả năng là vớt ra thôi, không là nó lổ hết, bảo vớt ra nhá. Ôi, các cháu ơi, dạ. Đi khéo không vỡ đấy. Vâng, mà bà ơi, hả? Hôm nay là trứng khủng long không mà nó to thế nhở? Không phải, đây có phải trứng khủng long đâu. Bà ơi, bà, mà bà ơi, hôm nay bà cho bọn cháu món gì đây nhỉ? Lên đây các cháu không biết, món gì khác biết. Vâng, wow, nhìn trứng to thật đấy bà. Nhanh nhanh các cháu ơi. Vâng, vâng. Để đâu hả bà? Đây, các cháu để đây cho bà. Vâng bà. Cháu để đây. Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Bà sẽ làm một món trứng nướng bọc đất các cháu nha. Siêu to khổng lồ. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu của món trứng bọc đất hôm nay này. Bà chuẩn bị 5 quả trứng chim đấy, siêu to khổng lồ đấy các cháu ạ. Chim này là chim to nhất thế giới luôn. Đó là chim đà điểu các cháu ạ. Đấy, trứng chim đà điểu. Thì các cháu này, bây giờ bà giới thiệu đây là 5 quả này. Mỗi một quả này phải mấy cân, 2 cân đấy, to bằng cái đầu bà luôn này. Độc lạ đây các cháu ạ. Thì các cháu ơi, trước khi mà làm món trứng bọc đất thì là bà có chuẩn bị cả dây bạc đây này. Đấy. Đấy. Thì bây giờ có khả năng là bà đi bọc luôn nhá, sau bà bỏ lên bếp bà nướng nhá. Thì các cháu mà xem video này thấy hay là like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá, để bà có nhiều sức khỏe. Bà làm rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món trứng nướng bọc đất với bà nhá. Đấy, 5 quả trứng to này. Thôi, bây giờ bà sẽ bọc luôn cho các cháu xem nào. Ui rồi 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 rồi. Lạnh lắm các cháu ạ. Mấy quả trứng nó to à. Rồi, bây giờ bà giải giấy bạc ạ. Bơi bơi. Hả? Chưa bỏ mấy cái ra bất cải bà ấy. À, thế thế tốt quá. Bọc ăn cho ngon bà. Đúng rồi. Thế bà xin nhá, con cháu ạ. Cho Bách thông minh thật. Đấy, lại cho lớp bắp lá bắp cải vào đây. Mà bà làm món gì? Để nó ấm. Trứng nướng bọc đất. À. Nướng bọc đất. Ngọn đấy mà. Các cháu thấy chưa? Như này bà ấp vào đây. Sau là bọc đất sét vào nữa. Đấy, dập rồi. Ai da. Cháu thấy được chưa? Món gì hấp dẫn đấy bà nhỉ? Hấp dẫn đấy. Nhìn lấy trứng nướng bọc đất như này, sau là bọc đất vào nữa, sau là đốt bếp lên là nướng thôi. Sau nướng nữa khui ra ăn chắc là thơm lắm đấy các cháu ạ. Thơm đấy, được một chú rồi. Yeah, để đây đấy. Tiếp, cháu Bách được ăn trứng nướng bọc đất bao giờ chưa? Cháu chưa bà. Ai da, đây được tiếp đón nhận thấy trứng nướng bọc đất ạ. Đúng rồi. Đấy, cho bà một chiếc lá nữa. Đây bà ơi. Đây là lá bắp cải đấy. Rồi, tiếp chú này nữa này. Cháu nhìn này. Khả năng để dịch ở đây. Đúng rồi, cho cuốn như này. Nguồn đấy. Đấy, bà rất vụng. Bây giờ sao lại cuốn vào đây. Đấy, thấy chưa? Ừ. Các cháu ạ, dễ hơn gói bánh. Đấy, các cháu ạ, xong 5 chú rồi. Bà rất khéo và hồi hộp sợ nó vỡ. Rồi các cháu ơi, bây giờ bà sẽ mang đi bọc đất cho bà bỏ lên nướng thôi. Bà nướng rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà cho nó vui nhá. Món trứng này là ngon đấy. Thôi đi, bà đi bọc đất. À, các cháu ơi, bây giờ bà bọc đất nhá. Đây, các cháu này đất đấy. Đây là hoàn đất sét đấy. Đây. Ê, bọc đất đấy các cháu ạ. Gọi là trứng đắp đất, bọc đất. Cháu ạ, hôm nay bà làm cái món trứng bọc đất này không biết nó có thành công, nhưng mà bà nghĩ là nó cũng thành công thôi, vì trứng nó bọc đất nó cũng dễ làm mà. Đất này nó rất là dính các cháu ạ. Dính nhang luôn. Rồi, các cháu ơi. Đấy, bà làm được một chú đây. Các cháu nhìn này. Đấy, ui, lặng lắm. Vẫy tay với tôi. Thôi bà bỏ vào đây nhá. Rồi. Đấy, các cháu ơi. Đấy, bà bọc xong rồi các cháu ạ.
Ui, làm quả bây giờ nó lại một đĩa to hơn rồi. Thôi bây giờ bà đi đốt bếp để nướng thôi. Các cháu ơi, đấy bếp bà gióm rồi này. Đấy, các cháu này, trứng người bọc rồi, bây giờ là bỏ lên bếp là bỏ củi vào đốt thôi. Ấy, à, nó dính cái lá, ui nó dính cái lá. Đây là một chú này. Ấy, tiếp. Hai chú, ui ui. Lửa hơi bỏng đấy, hai chú rồi. Ba chú. Bốn chú. Đây là năm chú lại. Ôi giời, bỏng đấy. Năm chú. Khả năng bây giờ bà lại bỏ củi vào tiếp. Bỏ củi vào tiếp các cháu ạ. Chất tiếp củi vào. Đốt cho thật nhiều vào. Các cháu ạ, không biết là nó có thành công không hay là nó lại lổ đến đu một cái nhỉ. Đấy. Nếu mà thành công là ngon đấy các cháu ạ. Trứng nướng ăn là đậm đấy. Nhưng mà không biết nó to này nó có chín không hay là nó lại thất bại. Bà nướng rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức món trứng nướng bọc đất với bà nhá. Ôi, chạy đi các cháu ơi, lộ rồi, chạy đi. Khả năng thôi, giải tán thôi, không nó lổ hết thì tiếc lắm các cháu ạ. Chết rồi, có chạy các cháu ơi, chạy đây các cháu ơi. Uê, hại lắm. Ô, thôi các cháu ơi, thế là khả năng thất bại rồi. Ô, các cháu ạ, khả năng là vớt ra thôi, không là nó lổ hết, bà vớt ra nhá. Uê. Các cháu này, vàng chôm. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã nướng xong gọi là 5 chú trứng chim rồi. Trứng chim đà điểu rồi, thế bây giờ để các cháu này nó cũng thất bại đấy. Thế bây giờ bà sẽ thổi sạch mang ra để thưởng thức rồi nhá các cháu nhá. Rồi, lần đầu tiên mà nướng trứng thế nó lổ to này. À, các cháu ơi, đấy, 5 chú trứng gọi là lổ bồm bộp rồi này. Còn được 4 chú thôi, còn một chú nó vỡ đây rồi các cháu này. Đấy, thất bại các cháu ạ, nhưng mà ăn vẫn ăn được, ngon đấy. Bây giờ bà lấy ra nhá, để chén thôi. Wow. Yeah, cái vỏ của nó cũng dày các cháu ạ, xem nào. Cũng dày ghê. Bỏng quá, vẫn bỏng, vẫn nóng các cháu ạ. Vẫn nóng. Đây. Cởi cái do đi các cháu ạ. Đây, cháu này, đây là một chú này. Đây các cháu nhìn thấy ngon chưa? Rồi vất cái lá không đây. Lấy bạc đấy. Lổ tí tung. Đen đen này đi này. Đấy. Nó cắt ra ăn là vẫn ngon lắm. Đấy. Ai nhỉ? Cháu ơi, chú rửa nhá. Đấy. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã nướng 5 quả trứng đà điểu các cháu ạ. Siêu to khổng lồ nhưng mà thất bại, nó bị lổ. Lổ công vật cũng ấy. Thì các cháu ơi, bà khuyên các cháu là không nên nướng bất cả một loại trứng nào nhá, nó rất là thất bại. Rồi, bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn món trứng đà điểu với bà nhá. Trứng nướng bằng đất với bà này, bây giờ bà cắt ra, bà khui cho các cháu xem này. Chú này là lúc đấy lổ này, chú này lổ là hai này. Thế còn hai chú này là cũng lổ nhưng mà ở thể nhẹ này. Nhìn ngon đấy bà. Nhìn ngon đấy bà. Ngon lắm. À, yeah. Các cháu thấy chưa? Tiếp chú này là yeah. Các cháu ơi, nhớ lại thì nó ngon đấy mẹ. Trứng nướng nó thơm lắm các cháu ạ. À. Các cháu có ngửi được không? Để nhìn bà... cái lòng đỏ nó trông nó bở bà nhờ. Ngon nhờ. Bao tay bà. Thơm quá. Bà cắt cho các cháu thưởng thức. Bà cắt này. Mấy.
Các cháu thấy bà đẳng cấp không? Quá đẳng cấp luôn bà. Trứng nướng mà chín được là hơi siêu luôn đấy. Đây. Bà nhỏ ra cho các em. Ba vừa là số 2, không ai là số 1. Ngồi mỗi người ui. Ba là đây bằng bằng 3 quả trứng gà các anh em ạ. Các cháu tưới tưới chấm chéo vào. Yeah, thơm lắm các cháu ạ. Ngon đấy bà. Trứng nướng thơm. Cháu nhìn trông giống thạch chứ bà. Ai thạch. Đúng là thạch. Thạch tuệ. Không giống được các bà. Rồi này con. Đây, của cháu gái đây. Đấy, cháu ăn mạnh lên, cháu nào thích ăn mà tưới chẩm chéo vào ăn kèm thì tưới nhá. Thì hấp dẫn bà nhờ. Hấp dẫn đấy. Cái lòng ngoan luôn. Cái lòng đó nhìn nó bảo bung đi nhờ. Ngoan đấy. Lại đây. Đây mẹ đĩa đây. Cho cháu cho đây 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 đây. Mách đỡ đĩa đi. Đây các cháu này. Thế ạ. Thơm lắm. Ngon đấy bà. Ôi cháu nó dai thế nhỉ. Đấy, đấy. Cháu Ngọc, cháu Ngọc. Lại cháu Ngọc. Cháu Ngọc búi cho. Ngon quá nhỉ. Ngon đấy bà. Tiếp nào. Ai da. Con cháu Hoàng nữa. Đây của cháu Hoàng đây. Đây cháu Hoàng. Bỏ đấy, cháu xin bà ấy. Cháu Hoàng mũi nhọn. Đây. Cháu Hậu á. Thơm thế. Cháu Hậu đây. Thơm mấy con cháu Hậu các bạn. Cháu Hậu phải đĩa mà mẹ. Đúng rồi, các cháu ăn đi. Sáng luôn đấy nha mẹ. Cháu Hậu không ăn không cần đĩa. Các cháu ạ, cái chú này cũng đấy, cũng lổ bu. Đấy. Đây chính là lòng đỏ này. Bà khu cho các cháu nhìn này. Kia ạ. Ai ạ. Ngon đấy mẹ nhỉ? Ngon không? Ngon đấy. Nướng là nướng nó rất là thơm mọi ạ. Mùi than củi thơm thật. Thơm lắm. Thơm nước mũi luôn. Con mời mẹ nhá, mình mời tất cả các bạn nhá. Đấy, chấm với chẩm chéo hưng với lốc mọi người ạ. Đấy, chấm nó cứ phải thế này ăn mới ngon mọi nhá. Mùa đông này ăn ấm lắm mọi người ạ. Mời mọi người nhá. Đây của cháu Tuấn đây, các cháu cứ chẩm chéo vào nhá. Mẹ ơi, ăn nó khắc trứng gà mẹ ạ. Trứng gà hiểu không? Ăn ngon thật. Cái cháu này đây là của bà này. Bà sẽ tưới chẩm chéo lên nhá. Đấy, bà mời các cháu ăn với bà nhá, ăn trứng nướng bọc đất với bà là. Wow, nhìn ngon nhỉ. Ôi. Nhìn bà ăn mà cháu chảy nước miếng luôn đấy bà. Cháu đây, có cháu mày đây. Vâng. Thật xấu ạ. Trứng nướng bọc đất thật sự là nó thơm và nó đậm thật. Ngon. Rồi, nó có mùi than củi. Béo. Bà ăn trứng cái lòng đỏ kéo nó tan trong khoang miệng. Cháu nghẹn cho bà. Mời tất cả các bạn nhá. Mình cứ làm cái lòng trắng nhá các bạn nhá. Đấy, lòng trắng là khả năng nó mềm dễ ăn các bạn ơi. Đấy, chấm đậm đà lên các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Cháu mời bà, mời tất cả mọi người. Mình cũng làm miếng lòng trắng các bạn nhá. Ăn lòng trắng nó mềm được các bạn. Chấm nó phải nhiều. Ăn nó cũng thơm, nó ngọt các bạn nhá. Đấy, nó lại cay cay, thơm thơm, vị chẩm chéo các bạn. Ngon. Ăn nó ngon các bạn. Ngon các bạn. Đấy. Mời mời tất cả các bạn nhá. Đã làm cái màu trắng này ăn nó được rỡ à. Ngon lắm. Cháu ạ, bà hết miếng rồi. Bà mời các cháu ăn mạnh nhá. Các bạn ơi, mình thấy... các bạn ạ, mình thấy cái trứng, cái lòng vàng trứng là điều ăn nó ngậy lắm mọi nhá, mà ăn cảm giác nó cứ béo béo mọi người ạ, ngon. Ngon lắm các cháu ạ. Mát. Tuyệt vời không ạ? Đã ăn trứng đà điểu ngon no này, tối ăn rất liên nữa thì. Ai. Các cháu ăn mạnh lên nhá. Vâng. Chẩm chéo à. Các cháu này. Các bạn ạ, bây giờ mình chuyển sang lòng đỏ các bạn nhá. Cả năm mình sẽ tưới chẩm chéo lên. Đúng rồi. Đấy, tưới đậm đà lên các bạn nhá. Wow, mời các bạn nhá. Bỏ tung luôn các bạn. Ăn cái lòng đỏ béo à các bạn ơi. Béo, ngon. Thơm nữa bạn. Thơm lòng đỏ thơm đấy. Mình mời các bạn nhá, lòng đỏ để ăn ngậy các bạn ạ. Lần đầu tiên ăn trứng đà điểu các bạn ạ. Đúng rồi. Ngon quá các bạn ạ. Ngon. Đó. Trứng chấm chẩm chéo hợp hết nhỉ? Ngon. Cho cháu này. Đấy. Bà ăn cái miếng da da này, nó cháy cháy này. Đấy, bà mời các cháu nhá. Bà cắt cho bà mời các cháu nhá. Vâng. Vâng. Các cháu này. Chú này cũng thất bại này. Ai nhỉ? Ui, thơm lắm. Đây là lòng trắng này, đây là lòng đỏ này. Đấy. Bà nướng thế mà nó chín đấy. À, bà mời các cháu này. Tớ mang bà cắt cho. Ai da, cháu ăn mạnh nhá. Mạnh em, tối về ăn cơm. Đây bà cho cháu đây. Đấy, mạnh đấy. Bố phải ăn cơm. Ngọc Trần. Vâng, cháu xin bà nhá. Ngon quá.
Cháu sắp xa Bắc Giang rồi. Đấy. Anh Ngọc mũi nhọ về quê ăn Tết các bạn. Ê, ở mũi nhọ các bạn. Ơi, ơi. Thơm quá. Đấy, đây là cái lòng trắng các bạn ơi. Cháu sắp xa Bắc Giang rồi, chia tay rồi. Ngon quá. Ăn cái lòng đỏ này ăn nó bở thật anh nhỉ. Các bạn ơi, mình làm miếng thứ hai, mọi người làm miếng thứ hai này. Đấy, mình thấy chỗ này nó cháy cháy xém xém nhưng mà chắc ăn ngon đấy mọi người nhá, bởi vì ăn như này nó mới thơm. Đó. Này, cho chấm chéo vào. Nó kiểu cháy cháy rồi, ăn ngon. Nữa không cháu? Cưng cưng phê phết. Trộn nhiều vào. Nào, cháu Tuấn ơi, cho chấm chéo vào. Đấy. Ngon. Bà ơi. Ôi. Cho cháu xin miếng nữa bà ơi. Ui, cháu ăn tốn quá. Ui đây, bà mời cháu ngon đây. Đêm. Này, bà nguyên nửa quả. Bà đâu nguyên nửa quả thế cháu phải sơi ngay các bạn. Ui, chẩm chéo ngon, mình đã làm hết cả bát chẩm chéo rồi các bạn này. Đấy. Dồn dồn ra một chỗ các bạn nhá. To nhá. Mời các bạn nhá. Anh ăn này. Ui. Ăn thế đã anh nhỉ. Ăn đã lắm, nó tan trong miệng luôn. Phê vương các bạn. Ngon thật đấy, ăn cái lòng đỏ béo không? Khéo nghĩa anh ạ. Ừ. Ngạn thật đấy. Được cái nhá. Chấm với chẩm chéo với trứng các bạn. Là không còn vị tanh của trứng nữa bạn nhá. Đấy, nó dậy mùi thơm của mắc cá tỏi qua chéo, chẩm chéo, cực kỳ ngon. Thì mời các bạn nhá. À này, ngọt lắm các bạn ạ. Và ăn đi anh ạ. Và nó lại tan vô cơ bằng. Ngon lắm. Anh là muốn nhọa các bạn. Cháu đây chưa có vợ đâu các cháu ạ. Ăn vừa vừa rồi tự lấy vợ. Kiếm lấy một bạn gái. À, chết gần quá. Cho bà Tân ăn cỗ nhưng mà không kiếm được. Không, không có duyên với gái Bắc Giang rồi. Ta gặp cô Dự, ừ, lấy ngay. Thì các cháu ạ, đây cái món trứng đà điểu ấy, ăn nó rất thơm này, rất ngọt nhá. Nhưng ngon. Mà nó khó ăn nướng, các cháu ạ, thất bại cho nên là bà khuyên các cháu không nên nướng trứng nhá. Các cháu cứ xem video của bà nó lún đùm cái. Thì các cháu ơi, đấy, có khả năng là bà dừng clip này các cháu nhá. Thì các cháu mà xem clip này có thấy hay thì like và chia sẻ video thật nhiều và giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các bạn nhá. Chào bà nhá.